bạn hãy nhìn đi, trong lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta có ngày nào, có khi nào cái đất nước ta nó phải nó được như thế này chưa? Chưa được thì thế thì các bạn bảo nghèo đi là sao? Có đúng không ạ? Có nghĩa là nói rằng nghèo đi thì chúng ta phải nói là thế thì giàu hơn, chúng ta giàu hơn bây giờ là thời gian nào? Nói tôi nghe. Các bạn có thể thấy giàu đi trong thời gian nào đó, tôi nghe đây. Tôi cho các bạn xem. Đây nếu như tất cả những cái người khác, đúng không ạ? Nếu như người khác thì chúng ta không nói làm gì, nhưng đây là Facebook của anh Nguyễn Lê Minh. Để tôi tìm cho các bạn. Là cái Facebook của anh Nguyễn Lê Minh, anh ấy vừa từ Anh Quốc về. Đó, vừa về từ Anh Quốc, sau đó là anh ấy có flycam cái trong cái thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nhìn nhá. Đây là một cái sự thực tế, không phải là bằng dàn diễn viên hay là bằng cái gì cả, mà chỉ đơn giản là một con người bình thường hứng thú thì mua cái flycam về nhà để xem thôi, đúng không? Đây chúng ta hãy xem lại cái thành phố Hồ Chí Minh, tôi sẽ quay cho các bạn xem. Đúng không ạ? Cái thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, chúng ta luôn nói rằng thành phố Hồ Chí Minh ngày xưa đẹp lắm, ngày xưa ấy lắm, thì bây giờ chúng ta phải xem lại. Rồi, các bạn xem này, vào buổi đêm này, thành phố Hồ Chí Minh có giống Hồng Kông không? Nó xin lỗi các bạn. Đó, các bạn thấy đấy, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta bây giờ có khác gì Hồng Kông nữa không? Đây là một trong những Việt kiều mà về về nước chơi thôi, về nước chơi mở một cái live cam rất là nghiệp dư đúng không? Chúng ta hãy nhìn đi, đã khi nào Sài Gòn đẹp được như thế này mà chúng nó nói là Đảng Cộng sản làm cho dân nghèo đi hả? Đó, các bạn đã thấy bao giờ, đã thấy bao giờ cái thành phố Hồ Chí Minh nó đẹp được như ngày hôm nay? Cái Hòn Ngọc Viễn Đông bây giờ nó mới là Hòn Ngọc này các bạn này, ánh đèn lấp lánh trải dài này, dòng sông Sài Gòn cực kỳ đẹp đẽ và mềm mại này, nó yên bình, nó đẹp đẽ và nó hiện đại, ánh sáng thì nó rực rỡ đó. Các bạn có xem có rõ không ạ? Đó, các bạn nhìn thấy đó. Đó, Sài Gòn ấy, sông Sài Gòn đây này. Tòa nhà Lam Park đây đúng không? Lam Mạc đây đúng không? Rực sáng một góc trời chưa? Các nhà chung cư có khác gì Seoul hiện đại như này không? Tôi nói thật với các bạn, nhìn vào đây tôi nói thật. Có kém, thua kém là thành phố nào trên thế giới nào? Đúng không các bạn? Ôi, được rồi. Đó thì tôi muốn nói cho các bạn, Hòn Dãi Viễn Đông, mẹ mày bây giờ mà Hòn Dãi thì ngày xưa là cái gì, là cục dị tật à? Ngập cũng không đến lượt nhà mày phải bơi trong đấy đâu mà. Tao nói thật cho mày biết nhá, cái cỡ của mày đấy mà cha mẹ tổ tông mày cũng mong muốn được đi lội ở trong cái đất Sài Gòn lắm, nhưng mà không được. Ok. Sắp đến 30 tháng 4, cái ngày giải phóng đất nước, thì chúng ta bắt đầu quay về một cái vấn đề, đó là quá khứ và lịch sử. Đây là tháng 4 này mà chúng ta có thể nói là tháng 4 đoàn kết, tháng 4 thống nhất, tháng 4 tuyệt vời, tháng 4 rực rỡ nhất của cái lịch sử Việt Nam. Thì đối với đấy, bọn Việt Nam gọi là cái bọn chống cộng cực đoan, tí lại nói bọn Việt Nam Cộng Hòa chết bắt cầm đấy. Thì nó là một cái tháng tư đen, một cái tháng tư trong đau khổ. Thì bây giờ chúng ta hãy nói về cái quá khứ của cái Việt Nam Cộng Hòa. Tôi vẫn thường hay nói rằng Việt Nam Cộng Hòa sống bằng viện trợ, sống nhờ bằng viện trợ và là một lũ đánh thuê. Vậy thì chúng ta chưa bao giờ thấy được rằng Việt Nam Cộng Hòa nhận viện trợ là bao nhiêu. Lịch sử được viết lên từ người thắng trận, chả cần phải viết lên bằng người thắng trận mà nó có cả những cái người bại trận, đó là những người Mỹ họ cũng nói lên những điều đó. Lịch sử được viết lên từ sự thật đó, chứ không phải là lịch sử viết lên từ ngày gọi là cái người thắng trận, mà lịch sử được viết lên từ sự thật. Các bạn phải nói rõ ràng nó là như vậy đó, chúng đúng không? Chúng ta phải lên nhớ rằng là lịch sử được viết lên từ sự thật. Và sự thật là gì? Sự thật Việt Nam là một đứa con dị tật, một đứa con ăn hại của nước Mỹ.
Các bạn phải lên nhớ rằng trong vòng 20 năm tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa khoảng 10 tỷ USD. Một trong những số, một trong cái tức là cái sự viện trợ nhiều nhất trên thế giới lúc bấy giờ, nhiều nhất trong số đồng minh của Mỹ. Chúng ta phải lên nhớ rằng Ấn Độ cũng chỉ được có 9,8 triệu USD, tỷ USD trong vòng 20 năm. Mà Ấn Độ có dân số đâu ngót nghét gấp 20 lần, 20 lần dân số Việt Nam Cộng Hòa người ta xử lý, Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Và Việt Nam Cộng Hòa mà có thể nói là nó viện trợ nhiều đến mức độ mà lúc bấy giờ đấy, ngoài cái số viện trợ của Mỹ bằng tiền mặt, bằng thực phẩm, thì cái cuộc sống của Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ còn được nuôi lớn bởi cái sự tiêu dùng của lính Mỹ. Tức là một người lính Mỹ đấy là có khoảng một tháng được khoảng 800 USD lúc bấy giờ, và người ta chi tiêu ngay tại Sài Gòn. Mà các bạn nên nhớ rằng lúc bấy giờ lính Mỹ và quân chư hầu nó có khoảng 500.000, có nhiều khi nó lên, nhiều khi lên đến nửa triệu, có 500.000 lính tại Việt Nam Cộng Hòa trong một cái địa phận ở miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Tức là một cái số tiền nó cực kỳ lớn, đúng không? Bên nào cũng được viện trợ hết mà. Thì theo tính toán thì tức là Liên Xô và Trung Quốc viện trợ cho phía Bắc cũng vào khoảng là 9, mấy tỷ USD đó. Thế nhưng mà họ viện trợ theo một thời gian dài, cho đến năm, tính cho đến năm 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 85, 86 cơ. Ok, anh nói số liệu. Ok, cái gì để em chém một lúc nữa. Đó, thì cái chuyện số liệu chúng ta cứ tạm thời vứt nó sang một bên đi. Chúng ta đừng bao giờ quan tâm đến số liệu, chỉ biết rằng Việt Nam Cộng Hòa là một cái đất nước mà được Mỹ nó tài trợ cho nhiều nhất thế giới. Và cái chiến tranh Việt Nam cũng là cái chiến tranh tiêu tốn nhiều nhất của nước Mỹ. Ngoài cái vấn đề đấy là viện trợ cho bằng tiền mặt, viện trợ cho bằng vũ khí, viện trợ cho bằng thực phẩm, thì cái cuộc sống đấy còn được nuôi sống bởi những cái tiêu dùng của lính Mỹ tại Việt Nam. Tức là lính Mỹ nó lĩnh lương xong nó ra nó ăn chơi, nó nhảy múa, thì nó đã đủ cái sự đó rồi. Có nghĩa là nó được rất nhiều. Nhưng kết quả thì Việt Nam Cộng Hòa không làm được một cái điều gì. Mà ngay đến một cái vị quan chức của một cái vị quan chức của lính của Mỹ, trước khi ông William gọi là gì đấy, ông William gì đó, mình không nhớ rồi. Ông ta đã nói rằng là nước Mỹ sẽ không thất bại ở Việt Nam Cộng Hòa bởi người Cộng sản, mà nó thất bại ngay bằng những sai lầm của Mỹ và cái sự tham nhũng tham ô của Việt Nam Cộng Hòa, sự bất lực của đế quốc Mỹ. Đó, chính một người Mỹ đã từng phải nói lên một câu đó. Đó, các bạn nên nhớ một điều rằng Mỹ, một cái quan chức của Mỹ đã nói thẳng một câu rằng là gì? Là người Mỹ sẽ thất bại ở Việt Nam không phải vì người Cộng sản giỏi, mà người Mỹ sẽ thất bại bởi những sai lầm của nước Mỹ và cái sự gọi là tham ô tham nhũng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tức là gì? Chúng ta nhìn qua thế, ngay chính người Mỹ, những người mà nghị sĩ của Mỹ đó, người ta cũng ngán ngẩm với lại cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa. Người ta ngán ngẩm. Tức là các bạn lên trên này, các bạn đang nghe đến cái sự thối nát của nó ở chỗ gì? Nó buôn ma túy, buôn thuốc phiện, buôn lậu, buôn tuồn hàng mà viện trợ ra ngoài chợ đen. Thì thôi, cái vấn đề đó thì mình không nói. Thì đến ngay sau khi Mỹ rút khỏi Việt Nam, ngay sau khi Mỹ rút khỏi Việt Nam thì Mỹ vẫn viện trợ cho Việt Nam một cái lượng hàng cực kỳ lớn. Mà các bạn nên nhớ rằng mà sau chiến tranh, Mỹ ước tính là người Việt Cộng sẽ thu được khoảng 130.000 tấn đạn dược, vũ khí của Mỹ để lại. 130.000 tấn. Nó lớn hơn rất là nhiều so với 25.000 tấn của, tức là gì, người ta tính là khi mà người Cộng sản mà đánh vào miền Nam đó, tức là dành cho chiến dịch Hồ Chí Minh đó, thì lúc bấy giờ người Cộng sản chuẩn bị khoảng 25.000 tấn lương thực, vũ khí, 25.000 tấn vũ khí, đạn dược. Thế nhưng mà đến cái mức độ mà sau khi kết thúc chiến tranh,
người cộng sản còn thu được khoảng 130.000 tấn nữa, nó nhiều gấp vạn như thế. Cho nên bọn Việt Nam Cộng Hòa nói là chúng tôi bị thua vì chúng tôi không còn vũ khí, một cái điều rất là bố láo, nó là sự xuyên tạc, nói dối. Mỹ không những viện trợ về tiền, viện trợ về quân. Các bạn nên nhớ rằng trong chiến tranh Bắc Hàn, Nam Hàn, Mỹ đánh trong tầm vào khoảng 35, dai dẳng 35. Mỹ Bắc Hàn người ta Nam Hàn người ta giữ được cái miền Nam, Bắc Hàn thì giữ miền Bắc và được phân chia tại vĩ tuyến 38 cho đến ngày nay. Đó, người Nam Hàn tuy nhiên họ cũng có cái năng lực của họ. Còn Việt Nam Cộng Hòa thì Mỹ đứng kè 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 kè. Mà nên nhớ các bạn là trong đó Bắc Hàn và Trung Quốc cùng đánh, mà Mỹ nó cũng chỉ đổ có 300.000 quân liên minh vào trong trong Bắc Hàn, à trong Nam Hàn. Đúng không ạ? Thế nhưng mà họ vẫn giữ được. Thế nhưng đối với lại ở Việt Nam Cộng Hòa, 1 triệu lính của Việt Nam Cộng Hòa cộng với lại 500.000 quân chư hầu, tiền thì đổ vào như nước luôn. Có rất nhiều nước mà nó có thể nói, tôi nói với các bạn, có nhiều nước mà nó giàu lên bởi chiến tranh Việt Nam. Ví dụ như Singapore, 1 tháng nó bán 600 triệu. 1 tháng bán 600 triệu thực phẩm cho lính Mỹ, cho quân đội Mỹ, cho Việt Nam Cộng Hòa. Các bạn phải lên nhớ cái lượng tiêu thụ nó khủng khiếp như vậy. 1 tháng mà Mỹ nó Singapore nó thu được như vậy. Nhật Bản, Hàn Quốc được các gói viện trợ rồi trả lương được, Mỹ nó trả thẳng vào tài khoản của chính phủ. Nó giàu lên, lên nhanh chóng. Nhưng mà Việt Nam Cộng Hòa đúng không làm được một cái trò trống gì. Đánh đâu thua đấy. Suốt ngày chỉ no ăn mới giữ ghế của các quan chức buôn lậu triền miên. Rồi là thuốc mà ma túy đĩ điếm đầy đường. Các bạn có thể nhìn thấy một cái xã hội như vậy. Thì rõ ràng nước Mỹ nó không ngờ nó mong điều đó. Nó sẽ làm xấu đi hình ảnh của các đồng minh của Mỹ. Thế cho nên phải lên nhớ một điều rằng một vị tướng của Mỹ đã từng phải phát biểu lên một cái câu chua chát như này: nếu như mà chúng ta viện trợ cho Bắc Việt cái lượng vũ khí như thế, họ có thể đánh nhau với chúng ta cả một thế kỷ. Tức là lính Mỹ lúc bấy giờ là tướng Mỹ đã phải nói lên một cái câu rồi: nếu như chúng ta cung cấp một cái lượng vũ khí như thế cho người Bắc Việt, họ có thể đánh nhau với chúng ta cả thế kỷ. Có nghĩa là so với lại 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 người Bắc Việt đó, họ đánh giá cao cái người Bắc Việt đến cỡ như vậy cơ mà. Đấy, các bạn phải lên nhớ là so với người Bắc Việt đấy là người Mỹ đánh giá cao với cái lượng vũ khí tương đương, người Bắc Việt có thể đánh nhau với lại Mỹ một thế kỷ. Thế nhưng mà vừa rút ra khỏi Việt Nam Cộng Hòa chưa đầy 2 năm, chưa đầy 2 năm Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ luôn. Lúc nào ngạc mồm ra thì cũng chỉ có là gì, chỉ có là xin viện trợ và xin viện trợ, không có viện trợ là không giữ. Vậy thì ta hỏi chính nghĩa ở đâu, yêu cái gì, yêu đô la hay là yêu dân tộc, yêu đất nước hay yêu cái lý tưởng? Tôi chẳng thấy có một cái điều gì. Người ta thường nói yêu quê hương yêu đất nước đúng không, thì sẵn sàng đổ máu cho quê hương đất nước một cách vô giá. Yêu lý tưởng người ta sẵn sàng chết vì lý tưởng. Thế nhưng mà chỉ nếu như yêu thế thì chả bao giờ có chuyện rút khỏi cao nguyên, rút khỏi quân khu vực 1, khu vực 2 nếu như không có tiền. Các bạn có thể thấy đấy, ông Thiệu đã lên nói rằng là anh cho tôi 750 triệu, tôi giữ được được 2 vùng, giữ được 4 vùng, 350 triệu tôi giữ được 2 vùng. Thế thôi. Viện trợ đến đâu đánh đến đó đúng. Và sau này khi mà gần đến cái ngày mà sắp chết rồi thì Việt Nam Cộng Hòa ông Nguyễn Văn Thiệu đã phải viết cái lá thư sang vay nước Mỹ rằng là các anh cứ cho tôi vay đi, sau này nếu như giữ được thì chúng tôi sẽ trả lại cho các anh bằng dầu ở trên Biển Đông. Đó các bạn thấy đó, họ sẵn sàng là mất hết tất cả những thứ của dân tộc này nhưng không sẵn sàng đánh đổi bằng cái thể chế của họ đó. Thế mà hiện nay lịch sử nó đã trôi qua, sự thật nó đã là như vậy, nó rõ ràng rành mạch, các số liệu trên báo chí quốc tế còn in rất đậm đúng không? Các số liệu trên báo chí quốc tế còn in rất nhiều. Và số liệu đến ngay khi mà vào năm 1997
Việt Nam chúng ta, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà nay trở thành nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đã phải trả nợ cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ là 145 triệu USD. Trong đấy là đâu chỉ có 60 hay 70 triệu tiền tiền gốc thì đấy, còn đâu toàn tiền lãi. Đấy, lãi mẹ đẻ lãi con đến năm 1997 là chúng ta phải trả 145 triệu USD. Để làm gì? Để chúng ta tìm được cái bước gọi là thôi xúc tác quan hệ ngoại giao với lại Mỹ. Có đúng không ạ? Đấy các bạn có thể thấy nó chết đi rồi, nó vẫn bắt cái dân tộc này phải trả nợ cho nó chứ cũng đã thoát được đâu. Không thoát được. Đấy, các bạn có thể nói đến ngày hôm nay có những luận điệu rất xuyên tạc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam làm được gì? Ok anh Bằng. Đảng Cộng sản Việt Nam làm được gì? Đấy, làm được gì? Các bạn hãy 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 tự tự suy nghĩ. Ok chào anh. Rồi, anh gắn tai nghe vào đã. Rồi xin chào Julie, chú nói thế thôi để cho nó nghỉ ngơi tí. Bây giờ này, xin chào Julie, xin chào tất cả các bạn nhá. Thì bây giờ này mình nói thì ra thì phải có một cái số liệu, thấy chưa? Mình nói thẳng ra cái bọn mà gọi là chính quyền ngụy Sài Gòn ấy, thì chúng nó là tay sai là đúng rồi đúng không? Cái chúng nó không làm ra được một cái gì hết. Thì bây giờ này mình sẽ chứng minh cho tất cả các bạn thấy bằng cái số liệu của ngân hàng Westbank cái thời kỳ coi như trước năm 1975 thì là chính quyền ngụy Sài Gòn coi như là ăn bám như như thế nào. Tôi nói với tất cả các bạn, nếu mà nói về cái nền kinh tế của Việt Nam của chính quyền ngụy Sài Gòn ấy, thì mỗi năm chúng nó chỉ làm ra được coi như là 420 triệu đô la. Các bạn chia cho 8 triệu dân là cái 8 triệu dân đó là cái mà cái dân mà ở cái vùng mà của Việt Nam Cộng hòa quản lý, thì các bạn ấy 400 mà chia cho 8 triệu dân thì mỗi trung bình GDP nhá, trung bình thu nhập đầu người là 53 đô la một người. Thì 5 đô la mà 53 đô la một đầu người mà quy đổi ra cỡ khoảng năm 2010 thì nó cỡ khoảng 150 đô la một đầu người. Thì là nếu mà tính cái nội lực của cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng hòa nhá thì là thua kể là Lào, thua Campuchia, còn thua Trung Quốc rất xa, còn so với Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Thái Lan thì nói chung là nó đừng có so, chỉ có hơn được Bangladesh, Sri Lanka, nghe chưa? Đấy, chỉ hơn được mấy nước nghèo nghèo ở cái vùng mà trên Trung Quốc một tí, không có một cái gì hết. Ngoài ra nhá, bây giờ nhá, có phải chế độ đấy là chế độ ăn bám một năm Mỹ trả lương cho công chức nhá, đấy là riêng công chức của chế độ ngụy Sài Gòn là 1 tỷ đô la. Đấy, cho nên là tại sao mà lương một ông tổng trưởng nó tương ứng với là bộ trưởng của mình bây giờ một tháng tương đương với 10 cây vàng thì ông ấy giàu có rồi đúng không? Bây giờ ông ấy chạy sang có phải ông ấy tiếc không? Thì 10 cây vàng các bạn bảo nuôi cả vợ vợ con rồi họ hàng hàng hốc tất cả các thứ. Còn ngoài ra nữa 1 tỷ đô la là trả lương cho binh sĩ khác. Thế các bạn thấy không? 1 tỷ đô la cho nên mấy ông trung úy là được đi xe dép, được coi như nuôi coi như vợ con, coi như ở nhà đánh bài với lại ăn chơi phải phỡn ra đúng không? Cho nên bây giờ chúng nó có đi dạng HO các thứ bên kia, bây giờ gọi như rũ neo rũ nước tất cả thứ, có phải là không tiếc cuộc sống không? Nhưng mà tiền đâu ra? Tiền là do coi như là bọn Mỹ nó trả lương, nhưng Mỹ nó Như này rút rồi nó không có nữa, anh là Bạc, nó tèo anh Bạc, đó. em nói như này, nói bảo chúng ta hãy nói lại cái vấn đề tại sao Việt Nam Cộng hòa sống bằng chiến tranh và chết đi cũng vì chiến tranh. Có nghĩa là bây giờ Đúng các rồi. bạn nên nhớ rằng Việt Nam Cộng hòa lúc bấy giờ là quản lý tầm 8 triệu dân đúng không? 8 triệu dân. 8 triệu dân trong đấy 1 triệu lính bố nó rồi, tức là một thằng lính có 7 thằng dân thôi. Đúng Đấy. không? Và số dân đấy thì chúng tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài phục vụ của mấy thằng lính Mỹ nữa là hết, chứ còn làm gì nữa Rồi, đâu, sau đó nhá. toàn Rồi, người còn lớn người lại già người trẻ. là năm có một thời có những thời kỳ gồm có 500.000 lính Mỹ và lính chư hầu ở có mặt tại miền Nam Việt Nam. Thì bây giờ tính cho mỗi ông 800 đô thôi đúng không? Các bạn nhân 8 năm 40 khoảng 4 tỷ đô nữa. 4 tỷ đô thì mấy ông kia đi đánh nhau thì tiêu ở ở cái vùng Sài Gòn ở Đà Nẵng rồi các thứ thì có phải là cái dịch vụ ở đấy ấy không? Đúng không? Giàu có. Ngoài ra còn mình chưa tính cả tiền viện trợ vũ khí nọ kia, tất cả thứ xe tăng máy bay máy bò nọ kia tất cả các thứ. Thấy chưa? Thì đánh cuối cùng chính quyền nó dựa vào cái gì? Dựa vào viện trợ vào Mỹ là chủ yếu. Còn cái riêng cái nội lực cái nền kinh tế của chính quyền ngụy Sài Gòn nhá, 70%
là của bọn Hoa Kiều, đúng không? Cho nên là mình chỉ có mấy nhà tư sản của Việt Nam, nó toàn tư sản nó Hoa Kiều thôi. Cho nên sau giải phóng coi như mình đánh tư sản, toàn là đánh tư sản Hoa Kiều thôi. Cho nên đó là cũng một là một trong những lý do thằng Trung Quốc nó phệt mình đấy. Vâng. Cho nên là bây giờ đây mấy thằng nào ở đây chứng minh cho tao là về Việt Nam cộng chính quyền Ngụy Sài Gòn không ăn bám nào. Tất cả những số liệu này nhá, là những số liệu này của ngân hàng World Bank, tức là ngân hàng thế giới, chứ không phải do ông Bằng phịa ra nhá. Các bạn hãy cứ lên Google vào ngân hàng World Bank thì các bạn sẽ thấy những cái số liệu này tôi nói ra là chính xác. Cho nên cái chính quyền đấy nó không làm được cái gì, cho nên là Luni nói cũng đúng, tức là nó là con đẻ của Pháp, con nuôi của Mỹ và nó chết vì chiến tranh, đúng không? Một chính quyền là không có một cái gì hết đấy. Đấy thì anh nên nói chung là anh chỉ gọi là cung cấp một tí số liệu đó thôi. Cho nên là cái chính quyền này nói chung là nó không gọi là một chính quyền, nó là một lũ tay sai. Cho nên là cái chuyện mà nó tèo là đúng rồi, đúng không? Còn ví dụ những người lính Bắc Việt hoặc những người lính của quân giải phóng miền Nam Việt Nam thì nói chung người ta đi chiến đấu vì lý tưởng, người ta không có hào lương nào, đúng không? Ăn khổ đói rách nọ kia tất cả các thứ đấy, em không thấy thế. Anh lên anh chứng minh cho em một tí gì thôi. Rồi xin chào tất cả các bạn, mình bận một tí xíu nhá. Ok, rồi, xin chào Luni, cảm ơn anh nhá. Ok, thì có bạn nào muốn lên chia sẻ nữa không? Nếu mà không thì mình lại tiếp tục chém. Bởi vì cái vấn đề này tôi nói thật với các bạn, nó nói dài lắm, nói mãi không hết à. Và càng nói thì càng cảm thấy cái dân tộc ta nó hào hùng, cái lịch sử của đất nước ta nó hùng cường, nó hùng vĩ. Còn có một số những luận điểm mà nói rằng là Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ cái bọn mà trốn sang bên kia đấy, nó ngồi đó, nó quay lại nó chém đấy. Tôi nói các bạn, nó bảo là cái Đảng Cộng sản nó làm gì được cho cái đất nước Việt Nam. Nó ngồi nó làm hẳn live. Hôm nay tôi vào cái live của tên Huy Đức, tên Huy Đức mà tên gọi là thần sấm sét đấy. Bà mẹ nó gặp mình, nó bảo là Lưu Ly có muốn lên trên này chia sẻ không. Ok, tôi ok mãi mà, tôi đi kiếm tai nghe tôi nhớ kiếm ok mãi mà nó cứ lờ đi, xong nó mời hết người này người kia. Mình hỏi thế bây giờ không cho tôi lên à, thế là nó bộc mà lốc luôn. Nó làm một cái live nói về là cái gọi là gì, Đảng Cộng sản đã làm gì cho đất nước này, hay là Đảng Cộng sản chỉ phá thôi. Thì bây giờ chúng ta ngồi chúng ta nhìn lại lịch sử đi. Đất nước chúng ta sau vào năm 1858 chúng ta bị Pháp đô hộ, đúng không? Bắt đầu đến năm 1885 đấy là bắt đầu bị Pháp đô hộ. Nó chia đất nước ra làm ba miền, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ để nó trị. Thì lúc bấy giờ dân ta một cổ hai chồng. Vì nó dân khổ quá cho nên là cái lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam lúc nào cũng có, lúc nào cũng sẵn sàng sôi sục. Và có rất nhiều những phong trào đấu tranh yêu nước đã nổi lên, có phong trào cách mạng bằng chính trị, tức là lúc bây giờ chúng ta phân ra là cách mạng bằng bạo lực, cách mạng cải lương. Thì có những nhà đấu tranh bằng chính trị và có những cái cuộc cách mạng dẫn đến là đấu tranh bằng vũ trang, ví dụ như là phong trào Cần Vương, phong trào Hùm Thiêng Yên Thế của Hoàng Hóa Thám, rồi các cuộc khởi nghĩa khắp nơi nó nổi ra. Thế nhưng tất cả nó đều đi đến một cái kết cục, đó là tất cả những cuộc đấu tranh đó, nhân dân ta, rồi là đồng bào của ta, cũng như là những chí sĩ yêu nước của ta, người thì vào tù đày, người thì đổ máu. Thế cho nên là lúc bấy giờ tôi nói thật với các bạn là cái lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam không bao giờ hết, không bao giờ cạn kiệt. Cũng giống như là một cái câu nói khi mô mà nước sông Nam mà hết nước, núi Hồng Ngự hết cây thì lúc bấy giờ mới hết người Việt Nam đánh Tây đánh Mỹ, đúng không ạ? Có nghĩa là cái lòng yêu nước của Việt Nam là luôn luôn tràn trề. Nhưng để lòng yêu nước đó kết hợp lại và thành công thì phải cần có một chính đảng. Một chính đảng đó nó phải có đường lối lãnh đạo, có sự sáng suốt, có cái khả năng dẫn dắt dân tộc đi đến một cái tương lai tươi sáng. Thì lúc bấy giờ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Thì rõ ràng cái sự thành công của ngày hôm nay, chúng ta so sánh đi, cùng là dân tộc đó, cùng là người dân đó, cùng là trong cái thời thế đó. Nhưng mà
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản mới thành công, còn các người khác cũng lãnh đạo như vậy, cũng người dân đó nhưng không thành công. Có đúng không ạ? Thì rõ ràng là cái thành công này nó là công sức của Đảng, là sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản, còn gì nữa. Chỉ có Đảng Cộng sản mới có khả năng lôi kéo, mới có khả năng đoàn kết dân tộc này đi về một hướng. Các người khác đâu làm được đâu. Và ngay kể cả so với lại Việt Nam Cộng Hòa, người Cộng sản đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh Trung Quốc, đánh Campuchia, đánh đủ các nơi trên thế giới để giành lấy cái gì? Độc lập, tự do và hạnh phúc. Thì lúc bấy giờ Việt Nam Cộng Hòa làm gì? Chỉ có một điều là ăn viện trợ và đánh lại chính người dân trong nước. Tại sao tôi nói người dân trong nước? Bởi vì đơn giản người Cộng sản cũng là người Việt Nam, có khác gì nhau đâu. Mà họ chỉ nhằm lấy tiền của nước ngoài để đánh người Việt. Còn người Cộng sản họ đánh người nước ngoài. Đó thì các bạn, nếu như tôi và các bạn đều là những cái người mà đi sau của lịch sử, những người mà sinh ra đã không còn chiến tranh, thì chúng ta hãy nhìn nhận xem, khách quan mà nói, mình sẽ đặt cảm tình vào cái gì? Hai chữ Việt Nam của chúng ta thì chúng ta phải bảo vệ người Việt Nam. Đúng không ạ? Hai chữ là người Việt Nam thì chúng ta phải bảo vệ người Việt Nam. Tào lao thằng cha mày Phạm Tiến, ông dạy cho mày, tao nói thật cho mày, tao dạy chó tao, nhà tao kìa, nó bây giờ nó ẳng lịch sử còn khôn hơn mày rồi đấy. Nói mẹ dạy con chó nhà mình ba lần chó khôn ra mà nói cho cái bọn ba que sỏ lá, bọn phản động này mãi mà nó không chịu thông cái đầu ra. Mà ngay kể cả cái luận điệu, ngay cái luận điệu rằng là Đảng Cộng sản làm cho dân nghèo đi, dân tụt chậu đi, kinh tế nghèo nàn đi. Ba mẹ mày, mày đã nhìn trong lịch sử Việt Nam đã bao giờ cái đất nước Việt Nam nó hùng cường như ngày hôm nay chưa? Nhìn thực tế đi em, thằng cha mày vào đây mày lố la với tao à? Đủ tuổi đăng cấp với tao không mà dám gọi tao bằng em?